tập tiếp theo của vòng chinh phục Rap Việt mùa 3. Chưa thi mà, chưa hát à? Cần gì phải nghe đâu, lạ gì. Nối tiếp cuộc chơi của những kẻ mạnh, cục diện sẽ bị đảo lộn bất ngờ. Bây giờ cổ tay bên này của em nó hơi thiếu. Cổ tay tôi cũng hơi thiếu nè. Bạn không về với đội Andre thì bạn phải trả đúng không? Đúng, cái này tặng luôn. Bạn này có vẻ như có fan riêng ở trong khán phòng này gì vậy? Đẹp trai, đẹp trai. Ủa, bây giờ em chỉ cần có visual thôi là em đã được khoảng 60% khán giả rồi. Rất nhiều bạn anh thấy đẹp dai, nhiều rap chán, vẫn nổi tiếng. Music's more than just looks. You know, đẹp trai, you have to have more than just looks. The reason why you started, it's just a, you know, so I feel like it's not gonna mesh with me. Bỏ qua những cái yếu tố đó, không lẽ chắc con mình em là thấy bạn... Chắc con mình tôi chắc là mình thấy tôi là thấy... Bạn rất là ok à? Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Anh thở ra mấy câu lên giấy mà chép vào, kể cả mắt sneaker hay là dép lào. Nhà anh ngày cũng nhảy mà em lại thét gào. Năm lên bắt đưa ra phía sau cặt tay, nhân rơi lắc đôi hay đóng cặt cây. Mấy vin đa là mấy cong cặt tay, lên sân khấu cả ra Việt thấy nóng quanh đây. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Rap Việt mùa 3. It's your boy Andre right here. Andre got a bag, no cap. Anh chỉ có hai cảm giác thôi, đó là háo hức và hồi hộp. Hồi hộp ở đây là lần đầu tiên anh được ngồi vào cái ghế nóng chương trình truyền hình, rất nhiều người xem như thế này. Và anh cũng hồi hộp là anh cũng biết là anh sẽ chọn được những thí sinh như thế nào và team của anh, và anh có thể khai thác được gì từ những bạn đó. Còn anh háo hức là anh có thể đem được cái thể loại rap của mình phổ biến tất cả mọi người, tất cả những người yêu hip hop, yêu rap. Và đó là chính là cái mà anh rất là mong muốn khi mà anh chơi rap đến bây giờ. Thì anh bây giờ trong nhạc hay là trên mạng xã hội luôn phát ra một cái bài rất là bad boy á, thì không biết là có phải những cái tin ở hội tư dâm nhạc của bài đó anh có gì đó hay không? Anh xưa là anh nhận mình là bad boy hết, bởi vì anh sẽ thích những cô gái tiếp xúc với anh, tự nhận anh, tự xem anh là bad boy hay là good boy. Anh muốn cái góc nhìn của người thứ ba hoặc thứ hai nhận xét cho anh, chứ anh chưa bao giờ anh muốn tự nhận mình là bad boy cả. Còn tất nhiên là anh sẽ tìm những cái thí sinh mà có màu sắc giống anh, tuy nhiên anh cũng đến đây để tìm những cái bạn mà có những cái màu sắc mới lạ một chút. Khi mà anh làm huấn luyện viên thì chắc mọi người nhìn ra bề ngoài của anh thì mọi người sẽ tưởng anh rất là dễ tính, nhưng mà trong công việc anh rất là khó, và đặc biệt là trong làm nhạc của anh rất là kỹ. Thế cho nên là anh một lời nhắc nhở tất cả các bạn và tất cả các bạn là mình phải hết mình vì đam mê. Cuối cùng Andre xin cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã xem chương trình này, và Andre hy vọng tất cả mọi người tiếp tục theo dõi Rap Việt trên Beyond và Vi Channel. Thì sao? Love. Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên Vi Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Beyond. Có một lời cuối đi. Thực ra thì em rất là ít nói ạ. Chết cha. You can do it. Anh tin em. Ôi, tôi. Còn nói gì nữa? Yeah, yeah, yeah. Thưa quý vị, chiếc nón vàng đầu tiên đã được trao cho Gương Sống Cây. Em cảm ơn anh Bích, nhưng mà rất tiếc là lần này em lại không thể được anh mời về với đội của anh được rồi ạ. Không sao em. Em cứ đi cầm bài đi diễn đi. Nghe giọng rồi. Rối lắm. Em cảm ơn anh B-Ray rất nhiều ạ. Anh thích em đấy bảo ạ. Mà bọn anh rất là thả tim, cho nên là anh sẽ đưa bạn ấy về em, và em sẽ không mất cái nón vàng này. Xin chúc mừng em B-Ray. Tại sao? Như thế là như nào? Em thấy anh là... anh rất là sáng suốt ạ. Ê, anh... cái này giống như một cú twist anh... của phim nè. Trời đất ơi là trời. Tại sao lại thế?
Không kìa. Anh chưa thực sự thích bạn. Yeah. Đấy, không phải đấy. Lúc đấy. Bạn có tâm như thế. Đẹp trai như này. Anh đi về đi. Đây. Bây giờ như nào? Cuộc chiến thật sự nè. Đáng lẽ là cái nón vàng của B-Ray sẽ không mất với một cái sự mưu mô của ban giám khảo. Nhưng với một cái quyết định táo bạo của Big Daddy thì bây giờ cái nón vàng này không mất cũng không được. Yeah, yeah. Gừng sẽ được chọn. Yeah. Huấn luyện viên của mình. Em đã rất là mong đợi điều này và em cũng rất là cảm ơn hai anh vì đã tung nón cho em ạ. Tại sao không có lời cảm ơn đến bọn anh? Cảm ơn cả ba vị ban giám khảo vì okay. đã. Bích nó đang nhìn anh căm thù kia kìa. Em trai thân mến, anh hy vọng em cân nhắc thích ai, hãy nghe con tim của mình cho 500 âm nhạc rùng rợn. Em xin lỗi em Big Daddy vì em đã lấy mất một nón của anh. Là em về đội anh. Yeah! No. Thank you, man. Cái câu tiêu chết quá, con tiêu quá. Và chúc mừng Big Daddy. Yes. Với cái sự gừng không cay và chiếc nón vàng của mình. Yeah. Có thể gừng không cay nhưng B-Ray sẽ cay. Cay mà. Yeah. Ôi, thằng thế có đâu. Em cảm ơn anh B-Ray rất nhiều ạ. Em xin lỗi em Big Daddy vì em đã lấy mất một lòng của anh. Là em về đội anh. Dễ thương, đẹp đôi. Dễ thương, đẹp đôi. Dễ thương, đẹp đôi. Ủa ai làm lũng cái lưới trên chỗ cái phần của giám khảo nhờ bên chị? Chị bị té, chị bị té. Sorry như chị. Nãy chị vui quá chị té. Ok, để chị trừ vào lương. Ok. Mọi người cứ trừ vào lương của em ạ. Ok. Cái đó là phải bẻ lại cái này này. Tạm thôi, đặt tạm thôi. Rồi, tôi tưởng sắc cơ. Nhét ở trong. Ok. Cắt lương của em để vào những cái này. Rồi, ok rồi. Đấy. Rồi, ok chưa? Rồi, tạm như thế là ok nhất rồi. Ok. Anh cần em ở trong đội của anh. Anh cũng chưa có một cô gái nào và anh đến từ Hải Phòng. Cái gì? Dắt đi luôn, đi luôn. Anh Duy có quá trời cô gái. Anh có một cô gái ở nhà rồi. Ở trong team của anh mình cơ mà. Come on. Okay. Yeah. Bây giờ cái ghế đấy mà 4 người ngồi thì hơi chật. Nhưng mà thôi anh em cứ lên này đi. Cười hết lắm. Trời ơi. Không có đủ chỗ. Không sập ở đâu, chương trình làm nghe chắc lắm. Nó chật lắm, em đi qua bên này nè. Thứ nhất là anh rất là thích đồ ăn ăn Hải Phòng. Anh rất thích là ăn bún cá. Bún à đâu, bánh canh. Bánh đá cua. Là một huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất ở đây. Dạ, thì anh nghĩ là anh và em không sẽ hợp. Cái energy của mình nó sẽ dễ hơn. Còn anh em ở đây toàn là mấy anh này lớn tuổi hết rồi, sẽ không có match được cái energy của em. Anh thì đơn giản là anh đến từ Hải Phòng. Anh này có vợ rồi.
Anh này có vợ rồi, anh này có bạn gái. Anh này làm gì mà lại có không, vợ rồi? Không thể nào có thời gian. Đã chưa nói gì mà chưa nói. Sẽ không có thời gian để mà huấn luyện cho em kỹ càng. Không, đã là thí sinh thì phải huấn luyện hết chứ làm sao có chuyện mình giang dở được. Quá nhiều người rồi, em không thể nào có thời gian cho bạn nữ này nữa. Nhưng mà nếu bạn ý là bạn nữ thì em lại có thời gian cho bạn ý. Mạnh mẽ với nào anh Bông? Mạnh mẽ lên. Con bé nó cần một cái không gian để nó được thở. Xin mời bốn anh đưa nách ra khỏi người cơ thể của em tôi. Đừng có kẹp em tôi vậy. Không anh ạ, cái đợt vừa rồi em đi Úc diễn nên là em mua cái loại tốt lắm. Đúng không? 48 tiếng. Đúng 8 tiếng không? em cần rất là cần nước ạ. Trời ơi. Ai đem chai nước cho bạn. Đây không? Đây không? Trời ơi, đi quay trời. Có vẻ sân nhà nhờ. Trời ơi, nó uống quá, uống thiệt. Qua đây cưng, qua đây về với anh. Bên này an toàn hơn. Không có đứng ở bên kia, toàn là gangster không mà sợ quá. Qua đây. Dân chơi gangster. Có gì đâu mà thiệt, không cho nhỏ nói. Bắt nhỏ đứng giữa hút nước không. Trời ơi, qua đây cưng. Nãy giờ, ba Tê cũng dụ rồi. Rồi vợ con, đồ này nọ, bày đặt tuổi tác, đồ. Toàn là phù phiếm không. Không có cái gì thực tế hết. Giám khảo nó ăn luôn rồi. Đó. Bây giờ tôi cần một cái lời nói công tâm gì chuyên môn để cho em tôi đi về một cái bến bờ hạnh phúc. Xin mời ban giám khảo. Chúng tôi đề cử Ti đại diện cho gia đình chúng tôi phát biểu. Xin mời bạn. Xin mời Ti ạ. Đối với anh, một người mà từ xưa đến nay vẫn luôn luôn giữ được một cái phong độ về năng lượng, Andre thì có thể là bao nhiêu? 10 năm một phong cách. 10 năm một phong cách à? 10 năm. Nhưng mà cái người anh nói ở đây thực sự là anh ấy có 25 năm, 30 năm ở trên cái nền rap Việt này rồi. Và thực sự đến bây giờ chưa ai có thể cản phá được cái nguồn năng lượng của người anh cả đấy. Thái Việt G. Và chúc mừng em về với đời của Thái VG. Chúc mừng hai anh em. Tôi nghĩ đây là một cái quyết định cũng khá là hợp lý đấy. Tại vì cái năng lượng mà nó bạo táp như thế này, cần phải có một cái nguồn năng lượng khác khống chế được em nó, hoặc là cùng cháy chung với em nó, thì chỉ có anh Thái thôi. Tại vì ở đây anh Thái là người duy nhất có thể có khả năng có được một đứa con gái như vậy. Vietnamese gang 2 right there. Vietnamese gang 2, definitely. Next generation. Yeah, the next generation. Bạn ấy sẽ rap là tại tớ bay trên cao với hai đôi cánh, tớ mới là người Việt Nam mà các cậu phải tránh. Yeah, nhưng mà anh Thái chắc cũng cỡ tuổi ba của bé đó. Đúng rồi, chắc không nổi luôn. Không, không tới đâu. Ba thôi. Dạ. Cho nên là nó dễ với anh, nó cảm thấy nó ấm áp lắm, không bị lo anh hiểu không? Sau ba là còn chú, bác. Còn mấy tầng anh ạ? Về nó ấm áp lắm. Còn mấy tầng nữa mới đến ông nội. Cỡ em nó kêu chú, anh nó kêu ba, đúng rồi. Về nó kêu ba Thái. Đó. Bác Thái. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion.